Dễ thấy rằng, lực đẩy lẫn nhau giữa các cực cùng loại của hai nam châm có thể chống lại trọng lực và làm cho một vật thể lơ lửng hay là đà trong không gian như đồ chơi từ tính này. Từ những năm 1980, nguyên lý đó đã được sử dụng trong những đoàn tàu đệm từ Maglev ở châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc được nâng lên bên trên đường dài. Không có sự tiếp xúc giữa toa tàu và bề mặt và vì thế không có ma sát tàu điện từ Maglev gần như không gây tiếng ồn nào và có thể di chuyển rất nhanh. Kiến trúc sư Greg Henderson, người sáng lập công ty ArcPax cùng với vợ Jill, cho biết cùng công nghệ này có thể làm cho bất cứ thứ gì lơ lửng, thậm chí là những tòa nhà. Hãy tưởng tượng có một trận động đất và cảnh báo sớm kích hoạt hệ thống cảnh báo và hệ thống đỡ thu lại khi tòa nhà bắt đầu lơ lửng. Khi hết động đất hệ thống đỡ mở ra lại và không ai trong căn phòng đó hoặc trong tòa nhà đó biết rằng vừa có trận động đất. Làm bằng chứng cho khái niệm này, công ty của ông Henderson chế tạo một ván chật đệm từ đầu tiên, được gọi là Hendo, có khả năng đỡ một người duy nhất với khoảng cách 2,5 cm bên trên bề mặt kim loại. Chúng tôi tạo ra một từ trường, và sau đó thông qua phương pháp cảm ứng điện từ, một phần bí quyết của chúng tôi, chúng tôi tạo ra một từ trường thứ cấp và bình đẳng trong mặt dẫn từ này. Hiện tại, những pin cung cấp điện cho bốn động cơ của ván trượt handle chỉ dùng được trong một thời gian ngắn. Nhưng kỹ sư thiết kế Carl O'Neill nói đối với những tay lướt ván kinh nghiệm thì như vậy là đã đủ để tìm hiểu làm thế nào để kiểm soát ván trượt điện từ. Một số người nói giống như trượt tuyết, một số người nói giống như loại ván trượt lơ lửng mà họ hình dung. Ý kiến đó khá thú vị vì chưa có ai từng lướt thử loại ván này cả. Những nhà sáng chế Handel nói họ không mong đợi sẽ sớm nhìn thấy ván chất đệm từ của mình trên đường phố, bởi vì nó chỉ hoạt động trên bề mặt phủ kim loại. Nhưng họ nói rằng động cơ lớn hơn có thể sử dụng để vận chuyển container, như trong nhà kho chẳng hạn. Hiện giờ, giấc mơ của họ là xây dựng một công viên trượt ván, nơi mà bất cứ ai cũng có thể xoay vòng trên ván trượt lơ lửng, hệt như chuyện khoa học viễn tưởng.